Đến với tập 2 của vòng đối đầu sẽ là những màn trình diễn của 9 thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Karik. Với những cá tính khác biệt, nhiều cảm xúc, hãy cùng các thí sinh của đội huấn luyện viên Karik bùng hết chất mình tại vòng đối đầu. Kết thúc vòng đối đầu ấn tượng của đội huấn luyện viên Karik, MCK, Gil, G, Ducky, Hydra và Duy Andy đã xuất sắc khẳng định tài năng của mình để giành cơ hội đi tiếp. Với việc tung nón vàng cú thép, huấn luyện viên Wowie đã hoàn thiện đội hình thi đấu của mình tại vòng đối đầu. Không để vụt mất nhân tài, huấn luyện viên Vinzy cũng nhanh chóng tung nón vàng đón Juno Big Boy về đội của mình. Tại tập tiếp theo của vòng đối đầu sẽ là màn trình diễn đến từ các thí sinh của đội huấn luyện viên Superboy. Những ẩn số từ sức trẻ với khát khao khẳng định mình. Vòng một tay là đu để say nàng ngây ngất. Lúc nàng gay gắt rồi quay ngót chiêu nhẹ nhàng. Mỗi khi có một bóng mây bất nàng sẽ giấu tên mỗi khi anh mới xăm trầu. Dễ thương quá à. Cái này là em không có can thiệp gì vô về vấn đề viết của các bạn nha. Đây là một bài phối lại khá là hay, nhưng mà em cảm thấy hơi thiên vị. Không biết là do ý của Tà Linh hay là ý của Su Boy. Tất cả những cái đó là kỹ năng của Tà Linh và thật sự Su không có can thiệp. Cá nhân Ramastic thấy là không thiên vị mà là do cái kỹ năng của các bạn nó có cái sự chênh lệch nên nó gây ra điều như vậy. Ai sẽ là người được tiếp tục? Tờ Linh. Quyền quyết định sẽ thuộc về huấn luyện viên. Tờ Linh còn khá trẻ. Tesh cũng trẻ. Và Tesh cũng rất là nhiều tiềm năng. Thôi hai người dừng lại đi. Ngồi im đấy. Liệu ai sẽ tỏa sáng và ai sẽ là người phải dừng bước trên chặng đường chinh phục Rap Việt? Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên kênh Vi Giải Trí. Xem ngay, ngoài hàng Anh, combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.